Hello, em toàn, Xin chào tất cả mọi người nhé Mọi người ơi, cho em toàn gửi lại uh, Chào uh, Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ Hôm nay em toàn có một bộ uh, Bộ ấm trà bách hoa đi mọi người Đấy, Bộ uh, bộ này rất là đẹp luôn nhé mọi người nhé Em quay cho mọi người xem cái tống trước uh, Bộ này là bộ của Kutani Bộ này uh, Bách hoa vẽ nổi khối hết lên nhé mọi người nhé Đây này Cái này là vẽ nổi hết lên nhé mọi người nhé Toàn bộ họa tiết vẽ tay và vẽ vàng rất là nhiều luôn mọi người Đây những cái chỗ này là toàn bộ là vẽ vàng nhé Đấy Em quay sát lại cho các bác xem Đấy mọi người thấy chưa Vẽ vàng rất là nhiều luôn Rất là ok Đây men men dạng nhé mọi người nhé Tình trạng lành tít Không có bị uh, sứt mẻ gì cả Đấy, Đây là cái tống Em sẽ quay cho mọi người xem cái ấm Đây cái ấm của nó đây nhé mọi người nhé Đấy, mọi người thấy nó vẽ vàng nhiều chưa Những cái uh, chỗ này là vẽ vàng này Đấy mọi người nhìn này Cái chỗ này nó vẽ vàng nhiều chưa Rất là ok luôn Em thấy là rất là ok luôn đấy mọi người Đây là uh, lọc lọc gốm nhé mọi người nhé Đấy Lọc lọc gốm quay này rất là xinh luôn cái cầm rất là xinh luôn em thấy là rất là ok đấy. ở cái chỗ này là nó bị um, hơi bị móp một tí chỗ này là do khi người ta nặng đấy mọi người là người ta đặt vào cái 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 giá là nó bị như thế nhé chứ cần không phải là bị sứt mẻ gì đâu mọi người nhé à, cái bộ ấm trà này là vẫn còn mới tinh luôn chưa qua sử dụng nhá mọi người nhé Hôm trước là em đi xuống cửa hàng đồ gốm là em có mua một bộ này về đấy để em bán cho mọi người chứ không không phải là hàng cũ cho mọi người nhé. Đây này, men dạn này, mọi người thấy chưa? Rất là ok luôn. Đấy, đây là bây giờ em quay cho các bác xem cái ly của nó thế nhá. Đấy. Cái tách uống trà đây, vẽ vàng rất là nhiều luôn. Em thấy là bộ này là khá là đẹp đấy mọi người ạ. Nên là anh chị nào xem video của em mà thấy ưng thì ủng hộ cho em Toàn nhé. Em Toàn kiếm thêm một chút thu nhập. Chứ dạo này em bán hàng cũng ế quá rồi. Đấy, mọi người thấy chưa? Hàng cutani nhá mẹ dạ, rất là ok. Đấy, bây giờ em sẽ đo kích thước cho mọi người này nhé. Đầu tiên là em đo cái tống này trước mọi người ạ. Cái tống này chiều cao của cái tống này là 4,5 nhé mọi người nhé chiều cao 4,5 miệng của nó đây mọi người miệng nó 8,5 nhé mọi người nhé đây là chiếc tống đây là em đo chiếc ly chiếc ly cũng chiều cao của nó vào khoảng tầm 4,5 mọi người nhé 4,3 đấy 4,5 à, mặt của nó 8 nhé mọi người nhé đấy, rất là ok luôn đây mọi người này 4,5 chiều chiều cao là 4,5 Mặt của nó là 8 mọi người nhé. Đây là chiếc ly này. Đây em sẽ quay cho mọi người xem cái ấm chiều cao của người, ấm trà. Chiều cao của ấm trà thì em sẽ đo lên đến đây thôi mọi người nhé. Chiều cao là 7 mọi người nhé. Chiều cao là 7. Đây là từ... Em bỏ này ra để em đo cho nó dễ đo này. Để đến chỗ này là 11 này mọi người này. 11 nhé. Còn nếu mà đi ra ngoài này nữa thì là nó vào khoảng tầm 12 mọi người ạ mười 12 Đấy là từ cái quai ấm này đến đây nhá nó vào 13 nhá mọi người nhá còn đến cái miệng này thì là 12 này mọi người này đây em quay lại như này cho mọi người xem này. đó 12 còn đến cái mép ngoài này khoảng 13 rất là đẹp luôn mọi người xem này ấy vẽ vàng khá là nhiều luôn bộ này thì em đảm bảo với các bác các bác mua về là sẽ nhìn nó sẽ ưng hơn ở trong video vì là em nhìn mắt tưởng rất là đẹp luôn mà nó lại đặc biệt là nó không bị lỗi gì những cái lỗi này thì nó đây là như cái lỗi này thì không đáng kể gì là vì người ta đặt xuống mà nó bị, bị 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 hơi hơi bị khuyết một tí chứ không không phải là bị sứt mẻ gì đâu mọi người nhé nên là quý anh chị nào mà muốn mua bộ trà này thì anh chị cứ liên hệ với em qua số điện thoại zalo là 0962 949668 nha mọi người nhé và trong cái video này thì em xin phép mọi người một chút một phút thôi là em có một cái anh anh tô thị gì thôi em thôi để hôm 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 khác em không không nhớ tên nữa mà không biết cái nick Facebook của à, nick Zalo của anh đấy chắc là khả năng là anh ấy bấm vào cái nút nào ấy à, là chặn em lại rồi thế nên là anh ấy đặt hàng của em mà bây giờ em gọi lại mà em không gọi được em nhắn tin không nhắn được nếu mà anh xem được cái video này thì anh uh, liên hệ lại với em nhé anh mở zalo bỏ uh, chặn em ra mà anh đặt cái đĩa của em nhé anh anh ở Hà Nội thì phải Nhưng mà anh ấy thì anh cứ liên hệ với em rồi anh mở zalo lại giúp em anh nhé thôi em xin chào tất cả mọi người nhé mọi người nếu mà ưng bộ này thì mọi người cứ liên hệ với em nhé em sẽ gửi ảnh lại cho mọi người thôi em xin chào tất cả mọi người nhé bye bye mọi người À, và em chúc tất cả mọi người một buổi tối vui vẻ nhé